Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt nhân quyền lên Trung Quốc, Myanmar và Triều Tiên. Hoa Kỳ vào hôm 10 tháng 12 đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền đối với hàng chục cá nhân và thực thể của Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh. Đồng thời đưa công ty trí tuệ nhân tạo Gen The Time Group của Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư. Canada, Vương quốc Anh cũng tham gia cùng với Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình trạng lạm dụng nhân quyền ở Myanmar. Trong khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đầu tiên với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Biden và nhắm mục tiêu vào các thực thể quân sự ở Myanmar và những nơi khác nhân ngày nhân quyền quốc tế. Đây là hình ảnh Tổng thống Biden bên trái họp thượng đỉnh và trực tuyến về nhân quyền với các lãnh đạo thế giới vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Hành động của chúng tôi hôm nay, đặc biệt là những hành động hợp tác với Vương quốc Anh và Canada, gửi một thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực nhà nước để gây ra đau khổ và đàn áp. Thứ trưởng Tài chính Wiley đã nói trong tuyên bố của mình. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng trong tuyên bố cho biết họ đã thêm công ty trí tuệ nhân tạo Gen The Time của Trung Quốc và danh sách các công ty phức hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc. Và cáo buộc công ty này đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định được sắc tộc của mục tiêu, đặc biệt tập trung vào việc xác định sắc tộc Uyghur. Vì vậy, công ty này sẽ bị cấm đầu tư đối với các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền ước tính có hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong nhiều năm gần đây tại hệ thống trại giam lớn nhất của Trung Quốc ở vùng Tân Cương. Trung Quốc đã bác bỏ các báo cáo thuộc về nhân quyền ở Tân Cương. Ngoài ra, đơn vị phản ứng nhanh chống ma túy của Bangladesh cũng bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền và đe dọa lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp dụng biện pháp trừng phạt với hai tổ chức cung cấp nguồn dự trữ cho quân đội Myanmar, trong đó có Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nơi sản xuất vũ khí cho quân đội và cảnh sát để sử dụng trong chiến dịch trấn áp biểu tình sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar vào hôm 22 tháng 2, sau vụ đảo chính của lực lượng quân đội vào hôm 1 tháng 2, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự. Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 quan chức cấp cao, trong đó có ông Myo Shin, người đứng đầu vùng Bangko, Myanmar, nơi Mỹ nói rằng đã có ít nhất 82 người thiệt mạng chỉ trong một ngày của tháng 4. Mỹ cũng đưa Văn phòng Công tố Trung ương Triều Tiên, cựu Bộ trưởng An sinh xã hội và Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân Byung-hi được bổ nhiệm gần đây vào danh sách đen. Một trường đại học của Nga cũng bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên xuất khẩu lao động cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cấm thêm 12 cá nhân đến Mỹ, bao gồm quan chức Trung Quốc, Belarus và Sri Lanka. Phái bộ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán của Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh tại Washington vẫn chưa đưa ra lời bình luận gì về hành động trên của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Biden cũng tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới vào hôm thứ Ba, 7 tháng 12 trong hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ nhằm chống lại chế độ chuyên chế và đã không mời Nga, Trung Quốc một cách có chủ ý. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Biden nói rằng tự do toàn cầu đang bị đe dọa bởi những kẻ chuyên quyền đang tìm cách bành trướng quyền lực, xuất khẩu, sự ảnh hưởng và biện minh cho sự đàn áp. Tổng thống Mỹ cũng không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào, nhưng các cường quốc có chế độ chuyên chế, đó là Trung Quốc và Nga, đều vắng mặt trong danh sách khách mời. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã cho xây dựng hàng loạt trại tập trung ở Tân Cương, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Các quan chức Mỹ đã hứa hẹn về một năm hành động sẽ tiếp nối và nghị quyết kéo dài 2 ngày của 111 nhà lãnh đạo thế giới đã quy tụ họ lại đây để cùng nhau bàn về thảo luận chống chủ nghĩa độc tài. Nhà Trắng cũng cho biết họ đang làm việc với Quốc hội để cung cấp thêm 424 triệu đô la cho một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy nền dân chủ trên toàn thế giới, bao gồm hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông tin tức độc lập. Sự kiện thần túy này diễn ra đúng lúc có những câu hỏi về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ. Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ cũng đang chật vật để chương trình nghị sự của mình được thông qua
tại một quốc hội bị phân cực và sau khi ông Tổng thống Trump thuộc Đảng Cộng Hòa phản đối kết quả bầu cử năm 2020. Một danh sách khách mời được công bố hồi tháng trước cho thấy hội nghị có sự tham gia của cả những quốc gia có lãnh đạo bị các nhóm nhân quyền cáo buộc là khuynh hướng độc tài như Philippines, Ba Lan và Brazil. Danh sách cũng có tên Đài Loan khiến Trung Quốc rất tức giận. Bắc Kinh coi hòn đảo này là chế độ dân chủ, là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt vào các quan chức ở Iran, Syria và Uganda. Họ cáo buộc rằng các nhân vật đó đàn áp người dân. Washington cũng trừng phạt những người mà họ cáo buộc là có liên quan đến tham nhũng và các băng nhóm tội phạm ở Kosovo và Trung Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ trong các cuộc hội đàm dành cho các sáng kiến toàn cầu như sử dụng công nghệ để tăng cường quyền riêng tư hoặc vượt qua kiểm duyệt. Đây là hình ảnh công ty trí tuệ nhân tạo Sensetime của Trung Quốc đang phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt phục vụ cho chính quyền tập trung vào việc xác định sắc tộc của người Ngô Duy Nhĩ. Họ cũng hy vọng các quốc gia đưa ra các cam kết công khai, cụ thể để cải thiện nền dân chủ của họ trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh nữa vào cuối năm 2022. Khi đó, các đại biểu sẽ có mặt trực tiếp. Và các nhà hoạt động Myanmar cũng phản đối quân đội bằng cuộc đình công thình lặng. Những người biểu tình ở Myanmar đã đóng cửa các doanh nghiệp và vắng mặt trên đường phố vào hôm 10 tháng 12 trong một cuộc biểu tình đình công thình lặng, chống lại sự cai trị của quân đội và việc lật đổ chính phủ dân cử tại quốc gia Đông Nam Á trong cuộc đảo chính vào hồi tháng 2. Các bức ảnh do truyền thông Myanmar đăng tải cho thấy những con phố và khu chợ vắng vẻ ở các thị trấn trên khắp cả nước, trong khi những người biểu tình ở thành phố Vaibo. Ở miền Bắc nước này, họ đã mặc quần áo đen và tuần hành trong im lặng. Chúng tôi cần gửi một thông điệp ra thế giới về những vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Myanmar. Thủ lĩnh của biểu tình Khin Sara đã nói trong truyền thông như vậy. Im lặng là tiếng thét lớn nhất. Chúng tôi muốn giành lại quyền lợi của mình. Chúng tôi muốn cách mạng. Chúng tôi bày tỏ nỗi đau đối với những anh hùng đã ngã xuống, bà Shin Sanda đã nói thêm. Đây là hình ảnh đường phố ở Myanmar vắng lặng vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì cuộc biểu tình đình công thình lặng. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và chính phủ của bà vào ngày 1 tháng 2 gây ra các cuộc biểu tình hàng ngày ở các thị trấn và thành phố và giao tranh ở vùng biên giới giữa quân đội và quân nổi dậy người thiểu số. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau và bị kết án 4 năm tù vào hôm thứ Hai với tội danh đầu tiên là kích động và vi phạm các quy định về COVID-19, đã khiến quốc tế lên án và các nhà phê bình mô tả là một phiên tòa nghị tạm. Lãnh đạo chính quyền quân sự sau đó đã giảm án cho bà 2 năm vì lý do nhân đạo, nhưng những cáo buộc mà bà vẫn đang phải đối mặt có thể khiến bà bị bỏ tù trong nhiều năm. Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, các lực lượng quân đội đang tìm cách đè bẹp phe đối lập, khiến cho hơn 1.300 người thiệt mạng. Chủ nhật tuần trước, 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người bị bắt sau khi lính đã dùng một chiếc ô tô đâm vào một cuộc biểu tình chống đảo chính ở thành phố Yangon. Truyền thông nhà nước Myanmar bác bỏ các cáo buộc về vụ việc và nói đó là thông tin sai lệch. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hacker Trung Quốc do thám mạng Quốc hội Việt Nam, xem ai chống đối hay ủng hộ Bắc Kinh. InSkit Group, một đơn vị nghiên cứu công ty an ninh mạng có trụ sở tại Hoa Kỳ vào hôm 8 tháng 12, đã công bố một báo cáo về hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc nhắm vào các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là có cả Việt Nam, nhằm xem ai chống đối hay ủng hộ Bắc Kinh. Bản tin trên đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 10 tháng 12 như sau. Ba cơ quan đảng, chính phủ được nêu tên trong báo cáo đã bị TAK-16, nhóm hacker bị nghi là được hậu thuẫn bởi chính phủ Trung Quốc do thám mạng bao gồm Cục Công nghệ, Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, Quốc hội và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh trang mạng chính thức của Việt Nam Airlines bị hacker Trung Quốc chiếm quyền điều kiểm soát trong hơn 1 giờ vào chiều ngày 29 tháng 7, đã khiến 100 chuyến bay từ Hà Nội vào Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay.
điểm đáng chú ý được báo cáo nêu ra là hoạt động gián điệp mạng chủ yếu nhắm vào những nước đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hoặc những nước có những dự án quan trọng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường như Campuchia hoặc Lào. Mục đích được cho là để thu nhập thông tin tình báo ở nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, kinh tế, chính trị, nhằm giúp chính phủ Trung Quốc tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn ở trong khu vực. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Cathay từ trường đại học tại Úc cho biết nhận định về vấn đề này như sau. Điều mà Trung Quốc muốn thông qua hoạt động gián điệp mạng của họ ở những quốc gia này, bao gồm cả văn phòng trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là thu nhập thông tin tình báo với những cuộc thảo luận nội bộ, xem ai ủng hộ Trung Quốc, ai chống Trung Quốc, và những lằn ranh đỏ là gì, những vị thế mặc cả ra sao, thông tin về thương mại lẫn chính trị. Và sau đó họ sử dụng những thông tin đó để đối phó với những quốc gia này. Riêng về trường hợp của Việt Nam, nước đứng thứ 3 trong khu vực với hơn 100 mục tiêu bị nhắm đến bởi nhóm hacker của Trung Quốc, giáo sư Cathay bình luận. Chúng ta biết rằng từ trước khi Internet xuất hiện thì đã có những cán bộ Việt Nam bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Trung Quốc vẫn luôn sử dụng hình thức gián điệp này để phá hoại sự nghiệp chính trị của những chính trị gia ở Việt Nam mà họ cho rằng thù địch, ví dụ như những chính trị gia có thiên hướng dân tộc chủ nghĩa với những thái độ không được lòng Trung Quốc. Ngoài ra thì những thông tin thu thập được cũng sẽ được sử dụng trong các cuộc đàm phán song phương. Đây là hình ảnh Việt Nam, nước đứng thứ 3 trong khu vực với hơn 100 mục tiêu bị nhắm đến bởi nhóm hacker đến từ Trung Quốc. Văn phòng Trung ương Đảng là một mỏ vàng. Nó là nơi mà tất cả những quyết sách tối quan trọng về mọi vấn đề được lưu trữ. Nếu Việt Nam không bảo vệ những thông tin này thì Trung Quốc chắc chắn sẽ lấy được nó. Được biết vào những năm 2015, một cựu phóng viên báo Thế Giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao đã bị kết án 6 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hồi năm 2018, một cựu cán bộ ngành công an của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Dương cũng bị tuyên án 7 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo vào hôm 9 tháng 12, trả lời câu hỏi của tờ báo Bloomberg về buộc thực hiện gián điệp nhắm đến các quốc gia Đông Nam Á, ông Ung Văn Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này phản đối và kiểm soát mọi hình thức tấn công mạng theo quy định của pháp luật. Ông Uông cũng khẳng định cáo buộc trên là hành vi phát tán thông tin giả nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế và gây chia rẽ các quốc gia với nhau. Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng AP về thông tin vừa được công bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này, nhưng không nhắc gì đến Bắc Kinh. Trốn qua Campuchia đánh bạc và thua sạch túi, Nguyễn Hoàng Dương khi đó đã dọa bán tài liệu mật của Bộ Công an cho Đại sứ quán Trung Quốc và các tổ chức cá nhân nước ngoài để ép cấp trên chuyển tiền đánh bạc tiếp. Đây là hình ảnh cán bộ công an Nguyễn Hoàng Dương đã bị tuyên án 7 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương, 33 tuổi, 7 năm tù về tội làm gián điệp, 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 8 năm tù. Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Dương nguyên là cán bộ đội 9, phòng 3, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, tức là A70 của Bộ Công an. Sáng ngày 19 tháng 19, Dương đi theo đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia để đánh bạc và thua hết tiền. Sau đó, Dương nhắn tin cho em gái xin 5,5 triệu đồng để đánh bạc nhưng tiếp tục thua hết. Dương tiếp tục giả mạo giang hồ nhắn tin cho em gái Dương nói đang giữ Dương vì thiếu nợ, nếu muốn thả Dương thì chuyển tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, em gái Dương không gửi tiền như vậy mà yêu cầu báo công an. Những ngày sau đó, Dương nhắn tin cho một cán bộ thuộc đội 9A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9, nói nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết. Do lo ngại Dương xuất cảnh trái phép có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền nói trên. Dương cũng nhiều lần đề nghị dùng email, số điện thoại liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị đã tiết lộ nhiều quan chức Việt Nam liên đới gián điệp Trung Quốc ở ngay trong bộ máy của Đảng và chính quyền Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 10, Dương đến Sòng Bạc rút 2 triệu đồng do một cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Tổng cục An ninh Bộ Công an gửi cho Dương vay.
khi đang rút tiền thì Dương bị công an Campuchia bắt giao cho công an Việt Nam. Về các vụ án này, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng đã đưa ra bình luận trên đài tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Chỉ đến đầu năm 2017, một quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam là Thiếu tướng Trương Hằng Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân mới nói một cách mập mờ về tình trạng gián điệp Trung Quốc kèm theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong bộ máy của Đảng và chính quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ được giới hạn trong một cuộc nói chuyện nội bộ mà không biết vô tình hay hữu ý, video về cuộc nói chuyện của tướng Long đã được tiết lộ trên mạng xã hội. Cũng có một chứng cực hiếm hoi khác về gián điệp Trung Quốc, đó là vào ngày 30 tháng 9, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã bất ngờ đưa nhà báo Hà Huy Hoàng ra xử án về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hà Huy Hoàng, 50 năm tuổi, từng là phóng viên báo Thế giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao đã bị xử tội vì tội làm gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật Hình sự và đã bị án 6 năm tù vì cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc. Đây là hình ảnh tin tức về vụ nhà báo Hà Huy Hoàng làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị báo chí Việt Nam xóa sạch. Tuy nhiên, các báo nước ngoài vẫn còn lưu hình ảnh và thông tin này. Một chi tiết đáng lưu ý là vụ xử nhà báo Hà Huy Hoàng được thực hiện vào ngày 30 tháng 9, tức chỉ vài ngày sau khi Tập Cảnh Bình tuyên bố ở Washington rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc. Động thái chính quyền Việt Nam quyết định xét xử công khai vụ án gián điệp liên quan đến tình báo Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu căng thẳng trở lại và nhiều lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa công du Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015 khi đó. Đương nhiên, một phiên tòa xử gián điệp Trung Quốc, dù bị cáo là người Việt Nam, vẫn là cú đánh trực diện và thể diện của chính quyền Trung Nam Hải và giới tình báo Hoa Nam. Có một điểm tương đồng rất quan trọng giữa hai vụ xét xử Hà Huy Hoàng năm 2015 và vụ xử Nguyễn Hoàng Dương năm 2018, không chỉ dừng lại ở quan hệ Mỹ-Trung mà có quan hệ Việt-Trung đều có gam màu nóng. Điểm khác biệt lớn giữa hai vụ xét xử trên là vụ xử Hà Huy Hoàng xảy ra vào khoảng hơn một tháng trước khi Tập Cảnh Bình đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 10 năm 2015, còn vụ xử Nguyễn Hoàng Dương thì diễn ra 5 tháng sau khi Tập Cảnh Bình gặp Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội vào tháng 11 năm 2017. Và cứ như thế, các đồng chí từ Bắc Kinh luôn dòm ngó và tìm mọi cách đánh cắp thông tin tình báo của các đồng chí tại Ba Đình. Họ không bao giờ tin nhau.